Đây là bộ củi lưới xếp gọn 2 tầng, thương hiệu Graco, hàng Graco chính hãng của Mỹ nha. Rồi nguyên bộ của nó là xếp gọn trong cái túi xách này, trọng lượng của nó vào khoảng 11 kg gì đó. Đây, nguyên bộ của nó xếp gọn đây để có mang đi di chuyển và đi du lịch, có thể dùng ở bất cứ đâu. Đây là cái đệm của nó đây. Đây là cái bộ khung chính của nó. Rồi bây giờ cách lắp ráp này đơn giản thôi, nhưng mà phải lưu ý theo đúng trình tự của nó nha thì mới lắp ráp được nha. Trước tiên nó là như vậy đây, nhưng khó như vậy. Rồi giờ mình mở cái này ra. Xin lưu ý là cái điểm cái này vẫn giữ nguyên cái trụ ở giữa, không để nó hạ xuống nha, hạ xuống là không có cày khóa được. Rồi bây giờ mình kéo cái thành giường lên, lưu ý để cái này ở giữa không được đẩy xuống nha. Đó, mình kéo lên thì nó sẽ tự động, tất cả sẽ tự động khóa hết, bốn thanh giường sẽ tự động khóa lại hết. Rồi sau đó mình mới đẩy cái trụ giữa xuống. Rồi bây giờ mình mới đẩy cái trụ giữa xuống đây. Đó là bây giờ nó đã cài khóa hết toàn bộ luôn. Hàng Graco thì rồi rất là chắc chắn nha, và thao tác rất dễ dàng nữa. Rồi cái này thì nó có một cái túi, túi nhỏ phía trước để đựng đồ, bốn mặt lưới thoáng mát, và bên dưới nó có hai, ở đầu đây nó có hai bánh xe để cần thì mình có thể nhấc một đầu lên, mình di chuyển giữa các phòng với nhau. Rồi đây là bộ lưới đỡ để mình set up cho cái tầng trên, dùng cho trẻ có tải trọng tối đa là 6,8 kg, dành cho bé khoảng 5-6 tháng đổ lại thôi, đến khi mà bé có thể là nhõm lên được á, nhõm lên dùng tay hoặc là chân mà nó nhõm lên được thì lúc đó là phải bỏ cái tầng này ra nha, phải cho nó tùng dùng tùng khi dùng cái tầng bên dưới, chứ nếu không nó chồm ra ngoài nguy hiểm mà. Đây, đó là một cái thanh lưới đỡ và thanh sắt. Thanh sắt, hai thanh sắt 3 khúc. Các đầu nó là đi nhau. Ở đây bên dưới của cái tấm lưới đỡ này nó đã có sẵn, bố trí sẵn những cái miếng dán như thế này ở bốn góc. Và tương tự, cái này là để cho nó thoáng mát thôi, hoặc là làm cái gì đó. Và tương ứng ở bên mặt dưới của đệm nó cũng có bốn miếng dán ở bốn góc, khi mà đặt lên nó sẽ dán lên đó. Đó, xong như vậy nó sẽ cố định đây được rồi đó. Rồi, đây có chỉ dẫn đây. Chỉ dẫn đây chỉ dùng cho trẻ nhỏ đến 7 kg, 6,8 kg á, khoảng 7 kg thôi. Đó, và trẻ chưa có thể tự nhổm dậy được. Chứ nếu mà nó nhổm dậy thì có thể là nó chồm ra phía ngoài, nguy hiểm. Rồi đây là bộ xong cái bộ nồi củi lưới 2 tầng Graco xếp gọn du lịch. Đây là cái tầng trên set up cho bé nhỏ, là mình set up cho dùng cho bé đến 7 kg không á, hoặc là bé nó có thể tự nhẩm dậy là không dùng nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cho cái tầng dưới, khi mà bé nó
trên 7 kg mà có thể tự nhận vậy được á, lúc đó phải đổi xuống sử dụng từng bên dưới. Ở đây lúc đó thì mình mở những cái thân này ra, và mình phải mở cái này ra trước cái đã, mở rời ba đoạn này ra ha. Rồi tiếp tục là mở cái này ra, rồi bây giờ cái này sẽ dùng từng bên dưới và mình thả tấm đệm vào đó. Và lưu ý ở đây bên dưới nó có thiết kế những cái lỗ đây, 1 2 3, mỗi đầu có 3 cái lỗ, 3 cái lỗ để nó gài tương ứng với mặt sau của cái nệm. Đây nó gài một sợi dây này và các dây bóp nút ở đây đó. Rồi bây giờ mình thả nó vô, rồi mình sẽ gài lại để nó cố định chắc chắn cái đệm lại. Đây cái sợi dây này, lưu ý là hai cái phần này sẽ vào hai đầu bên đây, cái dây này sẽ vào ngay đây, vào ngay đi đó, và mình dán dính lại bên dưới. Rồi tương ứng tương tự cái đầu bên đây cũng vậy, mình gài dây trước, mình lắc, mình gài cái dây bóp nút sau. Rồi bây giờ ngửa nó lên để xem thấy cái phần bóp nút bên dưới nè. Yeah, bùng ra. Nghiêng xuống cái tấm nệm nó dở, cái tấm đệm nó bị dở lên nên hơi khó làm. Rồi mình môi nó ra đó, cái đầu nó ra rồi đây, và gài xuống lại bóp cái nút vào ngay chỗ đây trên cái khung, 1 2 lúc này nó nằm bên trong cho nên phải môi nó ra. Và rồi khi này là cái đệm nó đã được cố định hết rồi đó, cố định chặt hết cho 4 đầu rồi. Rồi bây giờ tới cái thao tác mình xếp gọn nó lại nha. Dĩ nhiên trước tiên là phải gỡ mấy cái nút cài hồi nãy đã. À, và mở hai miếng dán lại luôn. Vô con. Rồi bây giờ ngược lại với hồi nãy mình lắp lên thì bây giờ mình xếp lại đó, thì là mình phải kéo cái trụ giữa lên trước theo cái trình tự ngược lại nha, kéo cái trụ giữa lên trước thì lúc đó mình mới mở khóa được ở những cái thanh giường. Và lưu ý đây, những thành giường nó có những cái nút này để bóp vào để mở khóa đây. Những nút này bây giờ nó đang bị khóa lại rồi, không có nhấn vào được đâu. Rồi bây giờ mình kéo cái này lên, kéo trụ giữa lên ha. Lúc đó thì mình mới mở được những khóa ở đây. Rồi lúc này mình nhấn nút này vào, mình nâng nó lên chút, nâng cái thành giường lên chút. Nhấn nút vào, đẩy xuống. Đó là nó mở khóa. Và lưu ý là mỗi thành giường nó gồm có 2 khớp. Một khớp ở đây và một khớp ở đây.
mình phải bẻ hết hai khớp lên nha, chứ nếu không thì là nó vướng lại không xếp lại được đó. À, quay lại đây dễ thấy rồi, đây lúc bóp ở đây nâng lên bóp vào hạ xuống đây, lúc đây nâng lên bóp vào hạ xuống, nhớ cho nó mở hết hai khớp hai bên luôn, nâng lên bóp vào đẩy xuống. Bây giờ nó xếp gọn lại và cho vào bao thì ngược lại với lại thao tác lúc ban đầu thôi, bỏ vào bao thôi. Khoan cái này nữa, giống như hồi nãy mở này ra thì bây giờ để nó vô lại à, để bao lại và gài lại thôi. Sau đó mình có thể xếp cái này gọn lại luôn, để vào bên trong và tất cả lấy cái đệm bao lại và sau đó bỏ vào bao.